Nga trả đũa trần giá dầu chỉ mang tính hình thức. Trần giá dầu xuất khẩu của Nga có hiệu lực vào tuần trước, khiến người ta lo ngại bị cắt giảm các chuyến tàu dầu đã không đi đến thảm kịch nào. Ngược lại, Nga được xem là đang xem xét một phản ứng mềm mỏng đối với đòn cấm dựng này, theo Bloomberg. Trích dẫn một cường tin quen thuộc dấu tên về vấn đề này, Bloomberg cho biết rằng phản ứng của Kremlin sẽ là một sắc lệnh của Tổng thống Putin, nhưng sẽ không bao gồm giá sàn dầu và cấm dựng chuyển đến trích danh một quốc gia nào. Theo Bloomberg, sắc lệnh sẽ bao gồm điều kiện Nga sẽ không bán dầu theo các hợp đồng có điều khoản trần giá. Điều này trở nên vô nghĩa khi các nhà mua hàng không có nghĩa vụ đưa điều khoản đó vào hợp đồng theo cơ chế trần giá. Đầu tuần này, tờ Fedomosti của Nga cũng trích nguồn nói rằng Nga sẽ không bán dầu cho các nước áp dụng trần giá và theo các hợp đồng có điều khoản tham khảo trần giá. Bài báo cho biết thêm, sắc lệnh sẽ trở thành luật khi Tổng thống Putin ký trong vài ngày tới sẽ có hiệu lực đến tháng 7 năm 2023 và sẽ không ảnh hưởng đến các hợp đồng ký trước ngày 5 tháng 12. Cả hai nguồn tin trên đều cho thấy lo lắng đứt gãy nguồn cung sau khi áp trần giá là dội giả. Trước hết, có thể thấy quy định Nga sẽ không bán dầu cho các nước áp dụng trần giá, chỉ mang tính hình thức. Các nước EU hầu hết đã cấm dầu Nga, Hoa Kỳ và Anh đã cấm từ đầu năm, Nhật Bản là một ngoại lệ do an ninh năng lượng trong khi đó các nhà mua hàng lớn nhất của nga rõ ràng không áp dụng trần giá này giá trần bản thân nó cũng không gì hơn là một khẩu hiệu mà thôi tại trần giá 60 đô la mỹ một thùng dầu uros hiện đang giao dịch thấp hơn 10 đô la mỹ so với giá này mặc dù giá trần sẽ có thể điều chỉnh để ảnh hưởng đến xuất khẩu dầu thô của nga trong thời gian tới nhưng ít nhất không phải là bây giờ Phó Thủ tướng Nga Novak tuyên bố giao đầu tháng rằng Nga đang sẵn sàng cắt giảm khai thác dầu nếu cần thiết đáp lại việc áp dụng trần giá và sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung dầu toàn cầu vốn đã căng thẳng. Báo cáo thị trường dầu của cơ quan năng lượng quốc tế cũng dự đoán trần giá sẽ ảnh hưởng đến khai thác dầu Nga sẽ giảm khoảng 1,4 triệu thùng mỗi ngày vào năm sau. Nhưng tới nay dầu và nhiên liệu Nga vẫn đang lưu thông bình thường. Thực tế, gần đây, các nước EU đang chạy đua lấp đầy kho dự trữ diesel trước ngày 5 tháng 2 năm 2023, ngày cấm dẫn sản phẩm nhiên liệu Nga có hiệu lực. Trở lại, như IEA trong báo cáo của mình đã chỉ ra, đây mới chỉ là những ngày đầu. Mọi ảnh hưởng tiêu cực về trần giá cho Nga hay đối tác mua đều chưa rõ ràng. Cuối cùng, tất cả sẽ phụ thuộc vào giá tiêu chuẩn. Nếu giá dẫn ở mức hiện nay, giá dầu Nga dẫn thế. Tổng thống Ukraine cảnh báo các cuộc tấn công tên lửa tiếp theo của Nga Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết hơn 40 tên lửa của Nga đã bị đánh chặn gần Kiev và các khu vực miền trung Ukraine vào ngày 16 tháng 12. Nga vẫn có đủ tên lửa cho một số cuộc tấn công mạnh như vậy. Chúng tôi có đủ quyết tâm và sự tự tin để trở lại sau những đòn giáng này, Tổng thống Zelensky nói trong bài phát biểu vào tối ngày 16 tháng 12. Ông Zelensky cho biết phần lớn các thành phố và khu vực của Ukraine đã bị cắt điện khẩn cấp hôm 16 tháng 12, việc cấp nước bị tạm dừng ở thành phố Kiev và 14 khu vực khác cho mất điện. Ông Zelensky nói thêm, Tổng thống Zelensky cũng yêu cầu các nhà chức trách địa phương và khu vực tích cực hơn trong việc tạo thêm nguồn năng lượng dự trữ, đồng thời hợp tác với các doanh nghiệp để thuyết phục họ tham gia vào việc xây dựng các cơ sở trú ẩn tạm thời cho người dân. Ông Zelensky nói rằng các kỹ sư điện và đội sửa chữa đã bắt đầu làm việc khi tình trạng mất điện khẩn cấp diễn ra trên toàn quốc. Theo chính quyền địa phương, điện đã được khôi phục ở các tỉnh Pontava và Sumi, trong khi 40% người dân ở Kiev có điện do mất điện hệ thống tàu điện ngầm ở Kiev ngừng hoạt động cho đến cuối ngày 16 tháng 12. Các ca tàu điện ngầm cũng được sử dụng làm nơi trú ẩn cho người dân. Ukraine ngày 16 tháng 12 cáo buộc Nga phóng 76 tên lửa từ biển Kapsi và biển đen vào Ukraine, gồm 72 tên lửa hành trình X-101, Kalib, X-22 và 4 tên lửa dẫn đường X-59. Ukraine tuyên bố bắn rơi 60 trên 76 tên lửa. Chính quyền Kiev tuyên bố bắn hạ 37 trên 40 tên lửa cho Nga phóng vào thủ đô của Ukraine hôm qua thành phố Kiev đã chống lại một trong những cuộc tấn công tên lửa lớn nhất từ khi bắt đầu cuộc xung đột toàn diện, chính quyền Kiev thông báo trên Telegram. Trước đó, Nga đã thực hiện các cuộc tập kích tên lửa quy mô lớn cho Ukraine vào ngày 10 tháng 10, 18 tháng 10, 31 tháng 10, 15 tháng 11, 23 tháng 11, 5 tháng 12 và 6 tháng 12. Trong một bình luận trên Twitter ngày 28 tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov cho biết, trong 9 tháng xung đột, Nga đã dùng hơn 16.000 tên lửa để tập kích Ukraine, trong đó hơn 500 tên lửa nhằm vào các mục tiêu quân sự, 200 tên lửa nhằm vào hạ tầng năng lượng, 250 quả nhằm vào hạ tầng giao thông, 14.000 quả vào các tòa nhà, hơn 800 quả tên lửa vào các mục tiêu khác. Nga bắt đầu tiến hành các cuộc tập kích tên lửa diện trọng ở Ukraine kể từ ngày 10 tháng 10, khiến hơn một nửa hạ tầng năng lượng của nước này bị phá hủy. Theo Kiev, chiến thuật của Moscow là nhằm biến các thành phố lớn của Ukraine thành những nơi không thể sống được, vượt quá sức chịu đựng, buộc Ukraine phải đồng ý ngồi vào bàn đàm phán theo các điều kiện của Nga. Giới quân đội Ukraine và phương Tây đều tin rằng kho tên lửa của Nga đã cạn kiệt, có thể chỉ đủ cho một số đợt tập kích lớn nữa. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng Moscow đang bổ sung kho dự trữ từ các nguồn nước ngoài và đẩy mạnh sản xuất trong nước. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev tuyên bố, Nga đang tăng cường tốc độ sản xuất vũ khí và kho khí tài sẽ được cải thiện đáng kể. Nga ban hành lệnh giới nghiêm tăng cường phòng vệ khu vực miền Nam Ukraine giới chức Nga đã ban hành lệnh giới nghiêm tại các thành phố quan trọng ở miền nam Ukraine. Trang Ukrainska Pravda đưa tin, nhà chức trách thân Nga tại các thành phố Melitopol và Perdians ở dùng Likai miền nam Ukraine, đã ban hành lệnh giới nghiêm nhằm đảm bảo an ninh nhân dịp năm mới. Theo đó, người dân tại các thành phố này sẽ được yêu cầu không rời khỏi nhà vào buổi tối từ ngày 25 tháng 12. Nhà chức trách giải thích động thái này được thực hiện với mục đích chống lại các hoạt động phá hoại và khủng bố nhân dịp năm mới bên cạnh đó nhiều binh sĩ và vũ khí của quân đội nga cũng đã được điều về miền nam ukraine để tăng cường năng lực phòng thủ cho khu vực này nhiều tổ hợp tên lửa phòng không bút đã được điều đến đây cùng với đó là các binh sĩ thuộc lực lượng dự binh quốc gia nga những hàng rào chống tăng cũng đã được dựng lên nhằm ngăn cản đà tiến công của quân đội ukraine trong thời gian qua nhiều vụ nổ đã được ghi nhận tại khu vực miền nam ukraine và moscow cáo buộc đó là những hành động tấn công phá hoại của quân đội ukraine trong một phát biểu được đưa ra vào tối ngày 12 tháng 12, ông Vladimir Rogov, một quan chức thân Nga tại thành phố Melitopol cáo buộc quân đội Ukraine đã đánh bom gây hư hỏng nghiêm trọng cho một cây cầu có tầm quan trọng chiến lược với mạng lưới học cần của Nga tại khu vực này. Đối phương đã phá hỏng một cây cầu ở làng Konstantinovka, phía đông Melitopol. Họ đang cố gắng làm gián đoạn hoạt động vận chuyển hàng hóa thiết yếu, lương thực, thuốc men và vật liệu xây dựng đến các vùng lãnh thổ cho Nga kiểm soát tại Saporizhia và Kherson. Ông Rogov cho biết, đồng thời khẳng định ít nhất hai tiếng nổ lớn đã được ghi nhận vào tối ngày 12 tháng 12. Nga tiết lộ ICBM mới nhất có thể xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ tên lửa. Tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM mới nhất của Nga RS-28 Sarmat có thể thâm nhập vào mọi hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại và tương lai. Chỉ huy lực lượng tên lửa chiến lược SMF của Nga cho hay, tên lửa Samat có khả năng rộng rãi trong việc mang lượng chất nổ khác nhau và dựa trên các nguyên tắc nhằm đảm bảo sự thâm nhập qua bất kỳ hệ thống chống tên lửa đạn đạo nào, cả hiện tại và tương lai. Tướng Sergei Karakaev cho hay trong một cuộc trả lời phỏng vấn với Krasnaya Veza, báo chính thức của quân đội Nga. ICBM hạng nặng chạy bằng nhiên liệu lỏng này đã được phóng thử thành công vào tháng 4. Nó được cho là sẽ thay thế cho các tên lửa R-36M2 Voevoda đang dần lỗi thời với vai trò như xương sống trong khả năng gian đe hạt nhân của Nga. Ông Karakaf cho biết tên lửa RS-28 Sarmat tiên tiến có thể vô hiệu hóa các hệ thống đánh chặn tên lửa hiện tại và tương lai. Hệ thống tên lửa RS-28 Sarmat cũng được cho là có thể mang tới 10 đầu đạn hạng nặng có khả năng hồi quyển nó cũng tương thích với phương tiện lượn siêu thanh avangard một loại đầu đạn có thể tiếp cận các mục tiêu trên không ở độ cao lớn trong khi vẫn giữ được khả năng di chuyển linh động để đánh lừa hệ thống chống tên lửa đạn đạo của đối phương quân đội nga cho biết tầm bắn của samat cho phép nó được phóng từ nga tới các mục tiêu ở mỹ qua cực nam hoàn toàn tránh được địa điểm triển khai hệ thống chống tên lửa đạn đạo của mỹ ở alaska vào tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga đã ký hợp đồng với trung tâm tên lửa Makiev để sản xuất các tên lửa Samat, song không tiết lộ số lượng cụ thể.